Nhà Zinbike xin được kính chào tất cả các bạn. Hôm nay nhà em về một chiếc xe đua của hãng Gian. Xe được mua đấu giá trực tiếp bên Nhật, vận chuyển về Việt Nam qua đường E, xe mua hình thức đấu giá. Xe còn về hình thức còn rất là đẹp. Về cấu hình xe là xe full nhôm, cặp vành nhôm hai lớp 700x28C của Gian. Và xe dùng bộ group 2x19 Shimano Sora. Ở chiếc này có size đứng là 46, size ngang là 51. Sẽ phù hợp với các bác có chiều cao từ 1m63 đến 1m73 thì đi chiếc này sẽ rất là đẹp. Sau đây em đi vào chi tiết để các bác cùng ngắm chiếc Gian này. Dòng này có model là Gian Defi 3. Dòng Gian Defi 3 thì có cái cấu hình là nhôm và bộ group 2x9 Shimano Sora. Yên là yên da nguyên bản của hãng Gian, và cọc yên cũng là Gian luôn. Logo của Gian trên khung có cái aluminum technology. Chiếc này có màu sơn là màu đỏ rất là đẹp. Vô tăng ghi đông nhôm cũng của Gian luôn. Chiếc này thì toàn bộ là của đồ Gian. Tay lắc Sora 9 speed. Và cái quấn ghi đông này thì cũng là của hãng Gian luôn. Chiếc này thì còn rất là mới, tất cả vẫn nguyên bản từ đầu. Riêng cái phần ghi đông thì đã có cái phanh phụ ở đây, thì các bác nếu mà đi chiếc này thì có thể như một cầm ở đây dùng phanh phụ thì như một chiếc xe Touring City. Còn khi mà cầm trên tay lắc này thì là như một chiếc xe đua, xe road. Xe về thì có cả luôn cả chiếc chuông Gian chính hãng. Đấy. Rất là kêu chuông nhôm của Gian, hàng chính hãng luôn của Nhật. Tay lắc bên trái đây, hai chế độ Sora và cái cao su Shimano cũng gần như là không có vết xước sát gì cả trên tay lắc. Phần mặt nạ là logo đi chữ Gian. Chiếc này dùng cặp phanh phanh ngàm 3 miếng của Techo. Đây, mang phanh Techo và còn gần như mới tinh. Càng này là càng nhôm. Đây, cái tem này là cái tem cũng không biết là cái tem gì này. Tem cảnh báo của Nhật. Chữ thường chữ Nhật hết. Chiếc này thì dùng quýt tháo mở nhanh. Và nan hoa. Và chân inox. Bánh trước sau thì đều có trang bị cái phản quang. Đấy, logo của Gian. Cặp vành cũng vậy, vành nhôm hai lớp và gần như là chiếc này sử dụng rất là ít. Cặp vành này thì cặp vành có cái made in Taiwan SR2. Chiếc này lúc có dùng cũng lốp của Gian SR4 700x25C. Lốp thì là của Made in Taiwan 700x25C. Đấy, càng bên trái. Đấy, chiếc này có một cái vết xước sườn rất nhỏ đây. Ghi đông vô tăng rất là đẹp. Đây, bộ giò đạp của Sora và đôi pedal cũng là của hãng Gian luôn. Đây, logo của Gian đây, các bạn có nhìn thấy không?
logo của hãng ra luôn. À, xe thì có xe mua đấu giá cho nên là khi mua đấu giá thì có cái giấy chuyển nhượng của chủ người Nhật người ta bán cho mình. Đây thì có cái dấu này, có ngày tháng năm này. Và có cái model đây, tên số series đây. GH2G0699. Để xem ở dưới gầm khung này nè. Đấy, các bác nhìn cái tem series của khung này. GH2G0699. Đấy. Chiếc này thì dùng trục trước sau thì trục Bicon, còn trục giữa là trục cốt cốt rỗng các bác nhé. Giò đĩa thì Sora rồi. Và gạt đĩa cũng là Sora. Gạt đĩa là Sora và trước này có cái tem đây, tem công an Nhật cấp này, tem đăng ký an ninh ở tại Nhật đây. Tem gian này. Và chiếc này có cái sản xuất tại Made in Taiwan. Made in Taiwan. Mấy các bác có nhìn qua nhìn rõ không? Đây, cặp phanh sau. Cặp phanh sau màu đen. Rất là bóng và phanh Techo. Đây, cặp vành sau này. Vành sau cũng như vành trước giống hệt nhau. Cũng Made in Taiwan và RS2. Rồi sang bộ chuyển động. Bộ chuyển động Sora màu đen. Tem trắng mà còn rất là đẹp mới, nhìn rất là đẹp. Lip lip 9 các bác nhá, lip 9 thì cái lip này lip thả. Cái bài lip dùng lip Shimano lip 9 và cái lip này là VEA Japan các bác nhá. Chiếc này dùng lip rất là ngon. Đấy, VEA Japan. Còn hấp Meyer thì chiếc này Meyer thì không thấy tem, nhưng mà cùng với cặp vành, cùng mấy vành ra luôn, em nghĩ là ra đấy. Vành vành hấp đều ra hết. Chiếc này là có cái trọng lượng rất là nhẹ. Theo cái thông số của nhà xuất nó chỉ khoảng quanh tầm 9 kg. Em quay sang mặt bên này các bác cùng nhắm. Gian đi phi 3. Đấy, chiếc xe có cái size rất là phù hợp với các bác có chiều cao từ 1m63 trở lên đến 1m73. Trong cái khoảng đấy thì sử dụng chiếc này sẽ là đẹp nhất về size. Còn các bác có chiều cao trên dưới thì có thể du di vài phân, chúng ta nâng hạ cầu yên thì cũng được. Cặp vành rất là đẹp và màu sắc. Chiếc này có cái màu sắc màu đỏ và pha cái tem đen cũng như là tem trắng, trông rất là đẹp, nổi. Và hình thức thì còn rất là đẹp, gần như mới tinh. Chiếc này về là không có chân trống nha các bác nhé. Đây, không có chân trống. Bình thường nếu mà xe mà lắp chân trống thì nó hay có cái vết xước nhỏ nhỏ ở đây. Nhưng mà chiếc này thì không, chủ người Nhật người ta cũng không dùng chân trống. Không lắp chân trống và người ta cũng có những cái chân trống giá đỡ riêng. Đây, cặp giò bên trái này. Shimano Sora. Pedal bên trái này thì có bị mất một cái phản quang. Mà dù sử dụng thì không vấn đề gì cả. Cái đó chỉ là cái phản quang để chúng ta đi ban đêm. Với cái thông số khung như vậy thì ghi dòng đứng và dòng ngang thì nó tương đương với cái size S các bác nhé. Size S thì thực ra là từ 1m60-61 đã có thể chạy size S ok rồi. Nhưng mà để đẹp nhất thì phải tầm từ 1m63 cho nên đẹp nhất.
chiếc này có cả phanh, có cả bộ phanh nghỉ luôn, phanh 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 phụ luôn, hai phanh phụ. Chiếc này thì nó còn rất là mới và nó là xe Nhật, cho nên Nhật về, cho nên về đồ đạc cực kỳ ngon. Và chuyển động số đĩa líp cực kỳ là nhịp nhàng mượt mà. Đấy, một chiếc xe Nhật nguyên bản về đường E. Và các bác có nhu cầu cũng như là vừa với size của chiếc xe Gian DiFi 3 này, xách tay Nhật này, thì các bác liên hệ với nhà em Zinbuy, có địa chỉ tại số nhà 39, ngõ 325 Giảng Võ, Hà Nội. Số điện thoại của em là 0915640766. Em có dùng Zalo. Và các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em qua Zalo hoặc là qua địa chỉ nhà để xem và trải nghiệm xe. Xe thì có phân khúc cái tầm giá là mười mấy triệu. Ở chiếc này với chiếc này ở web Nhật thì xe mới thì người ta bán với cái giá là quanh tầm 100.000 yên với cái model DiFi 3 cấu hình như này. Xe mới còn 100.000 yên nó tương đương với khoảng tầm 20 triệu mấy trăm rồi. Chưa tính thuế và vận chuyển. Nên trên chiếc này các bác sở hữu thích cái model của Gian thì sở hữu chiếc này giá rất là hợp lý. Chỉ quanh tầm hơn một nửa giá mới một chút xíu thôi. Video cũng đã dài, sau đây em xin tạm dừng kết thúc video chiếc Gian DiFi 3 tại đây. Xin được cảm ơn và kính chào tất cả các bác. Chúc sức khỏe tất cả các bác.